Các chị em ơi, Bảo Ngân đã mất rất nhiều thời gian, khoảng 15 năm viêm nhiễm cô bé của mình rồi đấy các chị em ạ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với lại tất cả các chị em về vấn đề mình gặp nhé. Chuyện là mình bị viêm nhiễm nấm ngứa khoảng từ năm 2008. Mình gặp phải cái tình trạng viêm nhiễm nấm ngứa rất là nặng. Tình trạng lúc đó của mình là cô bé ngứa ngáy rất là khó chịu. Khí hư thì có mùi, thường xuyên bị tiểu buốt, tiểu rắt. Khi gần gũi chồng rất là đau rát. Thời gian đó mình đã đi thăm khám và chữa ở rất nhiều nơi, nhưng chỉ được một vài tháng nó lại tái phát trở lại. Lúc đó mình đã rất là buồn và nghĩ rằng căn bệnh này nó sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời thôi, chứ chạy chữa mãi nó chẳng khỏi được. Nhưng thật sự rất là may mắn, đến tháng 9 năm 2022 thì mình biết đến em tiêu viêm này. Em này là một viên đặt phụ khoa các chị em ạ. Nhờ một người bạn giới thiệu cho mình. Lúc đó mình cũng chưa tin em tiêu viêm này có thể giúp mình điều trị dứt điểm khỏi cái căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa đâu. Bởi bản thân mình đã đi thăm khám ở rất nhiều nơi từ những chuyên gia và được điều trị những cái liệu trình từ các chuyên gia các chị em ạ. Những cái biện pháp đó nó chỉ là tạm thời cải thiện, chứ không điều trị khỏi cho mình, mà nó cứ tái đi tái lại và càng ngày càng nặng. Mình nghĩ một cái viên nhỏ xíu như thế này không biết có hỗ trợ được vấn đề viêm nhiễm cô bé của mình hay không. Mình đã cho phép bản thân mình trải nghiệm các chị em ạ. Các chị em biết không, ngay từ khi sử dụng viên đầu tiên, sau 3 ngày mình đã thấy cô bé của mình rất là khô thoáng, dễ chịu. Đặc biệt là không thấy mùi hôi của khí hư nữa. Vấn đề tiểu buốt, tiểu rắt được cải thiện rất là nhiều các chị em ạ. Sau đó mình kiên trì sử dụng hết theo cái liệu trình. Mình đã chữa khỏi hoàn toàn cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa của mình các chị em ạ. Từ đó mình đã yêu em tiêu viêm này và thật sự tin tưởng em tiêu viêm này các chị em ạ.